Thầy chào các em học sinh. Hôm nay ở tuần 7 tiết 13 14 chúng ta sẽ hoàn thiện bài thể dục phát triển chung lớp 9. Ở phần mở đầu, các em học sinh đăng nhập đường link lớp học.hochiminh.edu.vn để lấy bài về xem. Hôm nay chúng ta sẽ hoàn thiện bài thể dục phát triển chung của nam và nữ từ nhịp 1 đến nhịp 45. Ở phần khởi động thì cũng giống các bài trước. Trước khi thực hiện bài thể dục thì các em cũng xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khuỷu tay. Chúng ta làm nóng cơ thể lên. Ở phần cơ bản thì chúng ta sẽ hoàn thiện bài thể dục phát triển chung của nam và nữ và kết thúc bài thể dục ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ vào hoàn thiện bài thể dục của nam trước. Các em sẽ xem lại hình ảnh của 45 nhịp. Đây là hình ảnh của 45 nhịp của nam. Và các em cũng sẽ xem một đoạn clip từ nhịp 1 đến nhịp 45. Chúng ta qua ô bài hoàn thiện bài thể dục của nữ. Các em cũng quan sát lại hình ảnh các nhịp của bài thể dục. Và tiếp tục chúng ta cũng thực hiện xem một đoạn clip. Thank you.
vì nước chi khi cương thiền giống là hồng. Sau khi thực hiện xong, các em học sinh cũng sẽ thả lỏng để hồi tỉnh. Ở nhà các em nhớ dành thời gian để thực hiện và hoàn thiện bài thể dục. Đồng thời chúng ta sẽ quay lại một cái lưu lại một clip. Chúng ta sẽ lấy một cột điểm ở nội dung này. Cuối cùng thì chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em.